Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay lại kênh của Hồng Vạn Germany. Hôm nay mình trồng khoai lang tây. Bây giờ trời bắt đầu sang sưng rồi, trời hơi ấm lại rồi các bạn. Bây giờ khoai lang tây mình ăn không hết á, mình ăn mình để lâu các bạn, nó mọc mầm. Giờ mình ra những cái mầm này mình ăn không được nữa. Khoai tây mà mọc mầm là ăn rất độc nha các bạn. Nhưng mà ngược lại mình đem đi trồng thì rất thuận tiện. Nó đã mọc mầm rồi, bây giờ mình đem mình cắm xuống đất. Thì khoảng mấy tháng sau thì mình lại có khoai lang tây ăn, mình khỏi phải mua các bạn. Đó. Sau khi mình trồng xong rồi bắt đầu mình tưới nước cho nó một lần đó. Sau 2 tuần lễ, cây khoai lang tây đã phát triển mạnh. Rồi giờ mình cứ khoai lang tây này trồng cũng dễ lắm các bạn, mình không có cần tưới nước nhiều đâu, nó không cần nước nhiều. Lúc đầu mình trồng cái củ dưới đất thì mình tưới nước cho nó một miếng thôi, còn sau đó là bắt đầu nó chịu được hạn lắm nha các bạn, nó để mùa nắng nóng vậy đó, nó thích lắm. Rồi các bạn cứ là trồng nó vậy gì, rồi bắt đầu nó lên cao á, là bắt đầu mình làm cái lớp đất mình ấy lên, dung nó lên cho nó cao lên các bạn. Nắc vô cơ đan dồ cà tô phần đó, sau 4 tuần lễ các bạn thấy không, giờ nó mọc thành hàng thành luống rồi. Bây giờ mình dung đất lên cho nó nha, để bắt đầu nó là lớn nó trưởng thành thì mình phải dung đất lên, để khi mà dung lên vậy nó mà có củ dưới thì nó củ nó sẽ không bị xanh. Nếu mà nó bị xanh là mình không ăn được nha bạn. Cái thuốc phình khoai lang tây mà nó bị xanh lên là sẽ bị mình ta bỏ đi, ta không ăn được đó. Bây giờ mình là dung đất cho các bạn xem nha. Khi cây cao lớn thì cào đất cao, đắp gốc lại để củ không bị xanh khi nắng chiếu vào củ.
cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video và ủng hộ kênh của mình. Chúc mọi người luôn vui vẻ và khỏe mạnh.